Em biết làm cái gì chưa? Đem mấy cái hồ sơ này đi photo cho chị đi. Còn cái này nữa. Làm luôn cái này đi em. Mấy chuyện này đơn giản quá mà. Mấy chị tự làm đi chứ. Em biết nói mấy chuyện này đơn giản mà sao em không làm đi? Em đâu phải thuộc quyền sở hữu của chị. Kênh hả? Láo nè. Dạy cho nó bài học. Làm thì làm. Con nhỏ này. Em qua mắt quá. Em qua mắt quá. Ê. Sếp. Thôi mà sếp. Sếp. Các cô phải hiểu và các cô phải thương tôi chứ. Các cô có biết không? Sếp tổng chữ lên đầu lên cổ tôi. Tất cả dự án căn hộ, dự án đất nền, các cô bán chậm, các cô bán không được. Tôi đứng ra đứng mũi chịu sào, chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Dạ, em biết. Nhưng mà tôi có cảm giác như các cô vô cảm, không biết yêu thương người sếp của mình. Hy sinh tất cả vì công ty. Cô có biết hoàn cảnh của tôi không? Dạ. Gà trống nuôi con mấy năm nay. Mấy năm nay rồi. Đâu có gà mái nào đâu. Dạ. Tôi đi lại gần tôi mới dẹt dè dè cái cánh là bỏ chạy mất tiêu hết trơn rồi. Cái số tôi nó hậm hiu nó khổ vậy. Thôi mà sếp, tụi em thương sếp mà. Hôm nay tôi không cần nhiều, chỉ cần những lời nói của các cô là động lực để tôi tiến tới trong cuộc sống. Dạ. Các cô có thương tôi không? Dạ có. Các cô thương ai? Tụi em thương sếp Tùng. Ừ, đúng rồi. Sếp Tùng là người hy sinh rất nhiều cho công ty, không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ủa, cái gì vậy? Thương ai? Dạ sếp Tùng. Tôi giỡn mặt với các cô hả? Bây giờ tôi nói quá trời quá đó, cuối cùng các cô lại thương sếp Tùng. Các cô không thương tôi mà thương sếp Tùng là sao? Sếp ơi, sếp bình tĩnh đi. Thiệt ra là sếp khổ một, chứ sếp Tùng mới là khổ 10 lận đó. Sếp Tùng còn chết nhiều lắm sếp à. Vậy hả? Dạ. Đúng rồi sếp. Sếp Tùng khổ lắm mà. Đúng rồi đó sếp. Bị xì chết hả? Đúng rồi. Thấy thương quá ha. Dạ. Tội nghiệp quá ha. Dạ. Tôi giao nhiệm vụ cho các cô nha. Đúng sáng mai nộp đề án phát triển của công ty trong vòng 6 năm tới. Ai không nộp, tôi đuổi việc. Hả? Sếp. Cái gì? Thích hợp đi đâu vậy? Sếp đâu kể tôi hỏi chi? Nè, em biết làm cái gì chưa? Đem mấy cái hồ sơ này đi photo cho chị đi. Còn cái này nữa. Làm luôn cái này đi em. Ủa mấy chị, mấy chuyện này đơn giản quá mà. Mấy chị tự làm đi chứ. Ủa, em biết nói mấy chuyện này đơn giản mà sao em không làm đi? Em đâu phải thuộc quyền sở hữu của chị. Nè nè, nãy em không nghe sếp Tài nói hả? Sắp tới á là mình phải trình hết tất cả các dự án của 6 năm lên cho sếp. Rồi tụi chị phải lo những cái chuyện lớn đó. Những cái chuyện con này nè, em làm đi. Em không làm. Nè, em không nghe anh Tùng nói á. Kệ, con này láo hả? Ê, em nhỏ hơn tụi chị đó nha. Có cần tụi chị dạy em không vậy? Sao? Tôi có ba tôi dạy tôi mà. Đâu có cần mấy người dạy. Ý là quen sếp Tùng rồi muốn làm gì làm hả? Nè, bây giờ túm lại có chịu làm hay không? Dạ. Sao? Kênh hả? Láo nè. Dạy cho nó bài học. Làm thì làm. Phải ngoan vậy chứ. Thôi, đi ăn trưa đi. Ê khoan, ăn gì giờ? Ê. Con nhỏ này. Em qua mắt quá. Ê. Trời ơi. Cái gì vậy? Đây là công ty chứ không phải cái nhà trẻ mà hành xử kiểu đó nghe chưa? Con nói là con chó mắt không đi đường mà. Đừng có xạo. Cứ cái thái độ đó sớm muộn gì cũng bị đuổi. Làm ơn lớn lên chút xíu đi Vi. Gây sự hoài vậy, công việc thì làm không được gì hết. Sao chú biết con không làm được việc? Chứng minh đi, đừng có nói xuông như vậy. Tôi coi thử cái hợp đồng này. Sao em thấy nó không ổn anh? Ủa Vi. Dạ. Wow, bữa nay đi đâu mà đẹp dữ vậy ta? Em chuẩn bị đi gặp khách hàng. Ghê thiệt. Tại vì vô đây làm việc cũng lâu rồi, giờ phải làm việc chứ. Không thôi người ta không có thấy cái năng lực của mình, người ta chửi trên đầu cha mình chết.
soạn lại hợp đồng. Thôi em ngồi xíu đi đi. Dạ. Anh hỏi nè, bữa nay em đi gặp ai vậy? Cái anh gì á? Cái anh gì hôm bữa đó, cái anh hôm bữa. Anh bữa đó, cái anh gì em quên tên rồi. Cái anh bữa chắc anh hồi bữa anh biết mà đúng không ta? Cái anh mà giám đốc cái gì đó. Thôi được rồi, anh biết rồi. Mệt quá. Chưa có tìm được mối nào đúng không? Bài đặt nữa. Thôi được rồi, nói nghe nè. Anh sẽ giới thiệu cho em làm một cái mối này. Một cái mối của anh nha. Cái mối này rất là lớn nha. Em phải cố gắng, biết đâu á kìa là em win được một cái hợp đồng với công ty á. Chuyện nhỏ thôi. Chắc chắn danh lần này em sẽ win hợp đồng đó. Đâu, giới thiệu cho em đi. Nhưng mà khoan. Hả? Đây là một nhân vật rất là có tiếng trong giới bất động sản. Không có đơn giản đâu. Em phải cố gắng đó. Mà ông ta hơi đáng sợ đó. Cái gì vậy? Ủa gì vậy cô Linh? Trời đất ơi, trời ơi, sao nghe mùi rượu không vậy? Em đi quậy từ tối hôm qua tới bây giờ luôn, thấy em bệnh không? Bệnh cái gì trời ơi, thôi xỉn đi về nghỉ đi. Tại sao tối qua em xỉn, em gọi điện thoại anh không em ơi? Tối hôm qua tôi làm về mệt tôi ngủ. Anh đứng lại nói chuyện với em anh. Thôi tự nhiên là chọt cái chân vô đây cái chỗ cái bóp của người ta làm ăn. Anh tại rồi. Sao anh trốn tránh em hoài vậy? Trốn cái gì? Em rồi? Có làm gì có lỗi đâu, em tốt mà. Thì cô tốt nhưng mà tôi đâu có công chuyện làm rồi, tôi có con cái, tôi lo đủ thứ hết, đâu có đi chơi với cô được. Nè bây giờ đêm qua mình không gặp nhau, mình không quậy được thì bây giờ mình quậy đi. Trời, quậy đi. Trời ơi, giờ này vũ trường quán bar nào mở mà quẩy không quẩy. Dễ quá mà về nhà anh mình bật nhạc lên mình quậy. Thôi 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 thôi. Nhà tôi có mấy đứa nhỏ nó quậy là gần cũng chết rồi, bây giờ về nhà mở nhạc lên quẩy nữa thôi. Vậy thôi mình quậy đây luôn. Mình quậy đây luôn. Lên lên lên. Trời ơi lên la. Nóc nhà là lên nóc nhà. Trời ơi ngoài công viên ngoài la sùm trời đất, một hồi lên nóc nhà cái gì lên phường bây giờ đó. Đi 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 về. Về bây giờ anh phải chăm sóc và lo lắng cho em. Tôi anh Tùng ơi. Anh đưa, Tùng đưa cô về nhà cô Linh ơi. Rồi đưa về chú nhà Tùng, anh. Chú Tùng, tôi nói chú Tùng nghe. Cho đang bận nè. Chú Đức đừng có hiểu lầm. Chứ sao? Xỉn rồi. Trời ơi, đàn bà con gái mày thiệt tình cái con này. Nè nè, tôi nói cho chú nghe. Dạ. Chú cho tôi hỏi về Vi nghe. Gái tôi á, không biết nó có bận việc gì ở cơ quan không, sao giờ chưa thấy nó về. Nó đi quẩy rồi. Thôi mày nín giùm tao đi cho tao hỏi sếp của nó coi. Ủa, sếp cái gì? Bây giờ đi về. Bây giờ mày nín giùm tao để tao hỏi ông, tao đang nôn, tao muốn gặp con gái tao mà. Chú Tùng, chú... mày nánh không? Mày nánh em kìa. Mày nánh. Thôi đi vô đó ngồi đi. Ủa ghê vậy. Ôi nhức cái đầu chịu không nổi luôn à. Tôi hỏi con Vi sao chú? Con Vi á, nó thường ngày nó hứa với tôi cái gì là nó giữ đúng lời lắm. Nó nói bữa nay á, nó sẽ đúng giờ nó về. Chắc hẹn ăn uống gì đó với mấy đứa trong công ty đó chú ơi. Hẹn ăn uống gì với mấy đứa trong công ty? Thường thường nó về mà nó đi với tôi, về đó nó ăn uống với tôi mà. Để được rồi, chú đừng có lo, để con gọi điện thoại cho công ty biết liền chứ gì đâu. Trời, con chút nghe. Alo, trọng có trong công ty giùm tôi, có con Vi trong đó không? Hả? Đi tiếp khách hả? Đi khách. Con điên. Bây giờ hỏi kỹ lại coi là đi với ai, đi tiếp khách với ai, khách là người nào? Cái gì? Ken Nguyễn hả? Hỏi địa chỉ gấp. Hỏi địa chỉ của con Vi đi gấp. Nhắn tin vô điện thoại cho tôi liền nha. Rồi rồi. Ken Nguyễn là ai? Cái tay này là một cái tay đáng gờm ở trong giới bất động sản đó chú.
Dạ, em chào chú. Gặp tôi à? Dạ. Tôi như thế này mà gọi tôi là chú à? Dạ. Tôi còn trẻ lắm, sao gọi tôi bằng chú? Hân hạnh chào em. Dạ, chào chú. Em tên gì? Dạ, con xin giới thiệu, con tên Vi. Nè, dạ, nếu xưng bằng con là tôi đi ra ngoài liền. Hãy kêu bằng anh em đi cho nó dễ, đúng không nào? Dạ. Trong kinh doanh, chỉ xưng hô là anh và em và chị. Đừng bao giờ cô cậu chú bác. Như vậy cái người nghe người ta cảm thấy người ta tủi thân, bởi vì chẳng khác là nói như vậy nói người ta già. Chỉ là anh em thôi, không thoải mái đúng không? Ở trong giới địa ốc này rất là nhiều cái miệng đồn rằng Ken Nguyễn là một tay rất đáng sợ. Họ nói đúng, nhưng tôi chỉ đáng sợ với những ai láo lếu với tôi kìa. Còn cô thì sao? Một con thỏ như thế này, nỡ lòng nào một con sư tử già như vậy mà ăn thịt. Nói đúng không? Dạ. Nóng quá. Cái nhà hàng này mai làm đèn nó hư hết rồi. Làm cái gì vậy? Dạ chú, xin lỗi chú làm con giật mình. Giật mình cái gì? Chú cứ chồm chồm với người con ngoài. Tôi chồm vô tôi ăn thịt cô à? Tôi vô chồm vô tôi lấy cái remote. Kỳ mắt quá. Vàng này vàng xịn nè. Trời ơi. Là là alo Vi. Alo. Sao nãy giờ gọi bây giờ mới chịu bắt máy là sao? Rồi lè nhè xỉn được không? Nhậu hay không là quyền của tôi. Chú hỏi cái gì? Nè, ăn nói với ai vậy hả? Đang ở đâu? Đang ở nhà hàng Hải Đăng. Gì vậy chú nói đi, nhanh đi. Có gì không? Liệm mãi biểu mãi loà lên lên đi. Hỏi coi nó có bị gì chưa? Đó, nghe ba hỏi chưa? Bị gì chưa? Ba hả? Con đang đi làm mà. Làm ăn cái gì? Sao nó la kìa? Gì vậy? Bên làm gì nó đó? Dạ, không có gì. Không có gì, không có gì hết. Nè Vi à Vi, con nghe chú nói nè. Ken Nguyễn không phải là một tay đơn giản ở trong giới kinh doanh đâu nghe chưa? Ai cũng biết tính của ông hết đó nghe. Nghe chưa? Mệt chú à, chú đừng nói nữa. Đừng có cứng đầu, nghe lời chú đi về. Đi về. Con sẽ quên cái hợp đồng này cho chú coi. Na na na, đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Không. Nè, phải đây không? Đúng rồi nè. Mày trời ơi, mày kỹ địa chỉ gì mà mày nói không có rõ ràng gì hết trơn á trời. Mày để vậy tao chạy đâu tuốt lúa ở bên Gò Vấp á. Trời ơi, ai về đâu nó nằm ở bên quận này. Chờ chú từ nãy giờ đi vô cái gì mà chờ? Khoan. Nó để cái bảng kìa thấy không? Bảng gì? Hôm nay miễn tiếp khách. Đi vô trong đuổi rồi nè. Trời ơi mệt quá, tới đây vì ai? Vì con Vi. Vậy thì xong vô đi. Nhưng bà đi vô trong không thấy con Vi bị nó đuổi ngược trở ra rồi sao? Rồi lỡ Vi nó ở trong rồi sao? Thì bây giờ phải đi vô. Thì đi vô. Nhưng mà để miễn tiếp khách sao vô? Trời ơi. Có nghĩa là hôm nay nhà hàng muốn đóng cửa. Hoặc là công an tới điều tra kiểm tra gì rồi sao? Có công an không? Chú nhìn đi có công an không? Đâu có công an đâu. Thôi bây giờ cứ vô đại đi. Có công an không? Mày coi có kỹ coi có không? Không có kìa. Rồi. À, dừng. À, dạ. À, hai bác dừng lại. Hai bác dừng lại. Nghĩ sao kêu hai bác mày? Dạ. Ông này bác đúng rồi, nhìn tôi sao kêu tôi bác vậy? Cái mặt tao với cái mặt mày nó xem nhau. Mà mày nghĩ sao mà mày kêu bằng bác mày? Dạ. Kêu lại. Dạ con xin lỗi bác. Em xin lỗi anh. Mình vô chút. Dạ hôm nay quán con miễn tiếp khách. Tôi biết rồi, tôi nhìn thấy cái bảng đó rồi, hiểu chưa? Nhưng mà tôi có việc gấp cho nên tôi phải đi vô, nghe rõ không? Không có vô gì đó, không có gấp gì đó.
nói lại một lần nữa, hôm nay quán miễn tiếp khách. Biết rồi, tôi biết chữ mà, hiểu không? Sáng giờ có ai cúng nãy chuối chưa? À, dạ. Thấy thương quá à. Cho tôi vô đi, cho tụi tôi vô, tụi tôi uống tủ. uống tủ là gì? Uống rượu đó, hiểu không? Trời ơi, cho tụi tôi vô đi. Thôi đi vô. Nhắc lại một lần nữa. Ai vậy? Hôm nay quán miệng tiếp khách, lui. Nè, không có giỡn mặt nha. À, hai đứa tôi không phải là khách bình thường. Không phải khách bình thường, nghe rõ chưa? Nói nghe nè, thương đi mà. Cho tụi tôi vô đi. Tụi tôi vô để tụi tôi có việc, tụi tôi cũng mua. Tụi tôi cũng có này có việc. Đúng, nóc, nóc. Lỗ rúng sâu quá à. Ở đây không phải là khách vừa đâu. Tụi tôi là khách VIP không đó. Đúng vậy. Hai người này là khách bất bình thường. Cái gì? Khách bất bình thường. Dữ hơn VIP nữa. Khách còn dễ sợ hơn khách VIP nữa. Đó có nghĩa là những khách này nè. Đó, ghê chưa? Ôi, sợ chưa? Ghê quá. Đó, đây, con trai của bà nè. Ủa, thiệt vậy luôn hả? Đó. Vậy luôn hả? Thử dữ đó. Chồng sắp cưới luôn của con gái của ngõ kia. Ủa, đó. Chồng sắp cưới luôn? Ừ, ghê chưa? Ghê. Sợ chưa? Sợ rồi phải không? Đi vô. Ai? Tính lừa gạt hả? Xạo xạo không à? Sáng sớm vô xạo xạo không à? Cái gì xạo xạo? Ông nghĩ sao? Ông nói ông khách cao cấp hả? À, coi ăn mặc kìa. Ông này tôi còn tin nha. Nhìn ông mặc đồ y chang như xe ôm vậy đó. Ê, tao giả chặt cái mày chảy mỡ nha mày. Mày tin không? Mày đừng khi dễ tao theo tao hầu cậu chủ tao mà. Trời ơi, đừng có giỡn là chồng sắp cưới của con của cái bà kia đó. Cho tao vô chưa? Vô đi chú, đừng nói gì nữa. Ông ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ông Quân, 500 anh em tập trung trước cửa quán. Có hai kẻ đột nhập. 500 anh em. 500 anh em. 500 anh em. Cái gì? Alo, Over. Ô, quay trở lại ra trước cái quán. Có hai người đột nhập. Đem tất cả vũ khí hạng nặng ra đây. Nhanh lên. Chú ơi, có đem 500 anh em ra là mệt lắm à. Bây giờ phải tính cách nào rồi? Lần đầu tiên đúng không? Cho nên chưa có kinh nghiệm là đúng rồi. Để anh giúp cho nghe. Bà á, bao nhiêu năm vẫn không biết cách ăn cua. Còn anh nữa, cầm cái cây kìm mà rớt lên xuống à. À thôi, lớn tuổi rồi, bởi vì mệt hết sức luôn vậy. Thôi. Ăn đi. Nè. Để honey của anh á giúp cho nghe. Nè cần. À nó nghe nè. Anh đã có gọi thêm cho em nghe bào ngư di cá nè, rồi há dây cá mập nè, rồi tôm qua quỳnh đế nữa nè. Đó. Anh cứ kêu cái đó làm gì, em đâu có ăn đâu. Em ăn rồi em mập rồi anh chê em xấu hay sao? Giỡn, nghĩ sao mà chê được. Anh từng tuổi này gần đất xa trời rồi, bây giờ được một mỹ nữ như em chấp nhận, đó là phước đức ông bà để lại rồi. Thôi đi xảo rồi, anh ăn đi. Hưng để coi. Uống quá trời uống à. À, tao quá. Ăn đi. Ăn nè. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mới được ngồi nhậu một công gian lý tưởng gì đó à. Nhân một cái dịp gọi là ngàn năm có một. Còn em xin phép tặng anh một ca khúc rất hợp với tôi đời. Thế giấc mộng ban đầu tôi mới rơi. Nhớ bài quen bài gì vậy? Đắp mộ cuộc tình. Bà nội mày nghĩ sao mày gửi tặng tao mày hát bài đắp mộ cuộc tình mày. Trời ơi vui mà anh cái gì đâu. Vui đi. Vui. Phải tao vô tao đi vui nha. Không có đi vô đâu. Ngồi để chơi với em lâu lắm mới được gặp anh. Ủa, uống hoài mà không có đi khó chịu lắm. Đúng rồi, cho đi đi. Gốc cây thẳng đi. Ây, trời ơi, xe người ta chạy quá trời luôn đi gốc cây. Nghĩ sao bảo vệ mà mày suối người ta đi mấy chỗ thùng vong mỹ tục sạch sẽ đường phố gì kỳ cục vậy. Không đi được gốc cây thì nín.
cao thủ là nhậu không toilet. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái này nhỏ lớn phải nghe. Nhậu không đi toilet là tét á. À, không được biết. Bây giờ một là đi công kỳ, hai là nín, không được đi vô trong. Tại sao? Đi vô là em bị đuổi việc công chủ. Trời ơi, mày vô mày xin ông chủ mày cho vô đi ra đây. Không có đi đâu, ngồi đây chơi với em. Ngồi đây chơi với em. Nói nghe nè, vô. Lúc mà có rượu vô rồi ông thích gì nhất? Cước ra em là ngoài rượu ra là thích nhất là mỹ nữ. Nói về mỹ nữ ha, kể ông tới sáng luôn á. Ôi, tôi biết cái chỗ này một hồi nữa anh em mình tới chơi, tôi bảo đảm ông sẽ thích. Ê, hứa nha, lát lát hết cà là rượu luôn. Ờ, lại đây đó nghe nè. Nè, đi vô gần đó nha, con gái đứa nào cũng đẹp á. Lê, cái ông kia đâu rồi? Trời, cái ông bộ hả? Lê, ông làm gì vậy? Vô đi, vô đi. Làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Trời ơi, con Phương ngon dễ sợ luôn. Xong rồi đó. Đây nè, để tôi chỉ cho cô cái cách mà lột cua nghe. Nè, đó. Trời ơi, mày tao cũng ngờ Bà đã bắt được quả tàng rồi. Tao nói thiệt mày nghe, tao sẽ đưa mày lên trên công an. Tao sẽ cho công an nắm đầu mày. Cái đầu mày làm sao nắm được? Sẽ nắm quần, nắm áo mày, giải mày vô, đứng nhốt mày trên đầu ra. Bà, con không được đi theo cái ngữ này. Nếu mà như vậy thì bà biết ăn nói sao với má con đây. Bà phải giải nó lên công an. Hia là cái gì? Hia là anh đó hia. À, mày kêu với miền Tây ở dưới miền Tây Bạc Liêu rồi. Dạ quê, dạ quê, mà Sóc Trăng. À, Sóc Trăng rồi hả? Rồi, nói đi chế. Muốn nói điều gì? Chế gì chế? Tôi là đàn ông mà. À, đàn ông là hia hả? Ờ, chế buông. Hia nói gì hia? Ờ, chế buông tôi lại đi chế. Chế buông lại. Cái gì vậy? Bà ơi, tôi có sao đâu bà. Có sao cái gì trời ơi, mày có biết nó đáng tuổi con không mày? Đó thấy chưa, con thấy chưa? Nhỏ này nữa nè, đáng tuổi con mà nó còn như vậy, con thấy chưa? Bà ơi, bà Đức. Hả? Con nè. Bà không nhớ ai hả? Bà nhìn kỹ đi. Con nè, bạn của con đó. Tuyết phải không? Dạ. Dạ. Ê, con Tuyết nè. Còn mày? Dạ, con là Ken Nguyễn, là chồng sắp cưới của Tuyết. Dạ. À, chuyện đó là gì nè? Con sẽ quên cái hợp đồng này cho chú coi. À, ông làm gì vậy? Ông vừa bỏ rồi nha. Ôi trời Tuyết. Ủa bà đang ra gì? Thì tôi mới về. Ủa chứ mới đang đi du học hả? Thì đúng là đi du học, nhưng mà bây giờ về đột xuất là để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại. Giới thiệu với bà, đây là chồng sắp cưới của tôi. Trời ơi, ông Ken này hả? Bất ngờ quá phải không? Tôi khổ tâm lắm ha, bởi vì cái câu chuyện này á là đều do vợ sắp cưới của tôi á viết ra đó và bắt tôi biến thành một con dê già. Em thấy tội anh không honey? Nỡ lòng nào con dê già này mà ăn thịt bạn của vợ sắp cưới của mình, mặc dù xinh thiệt. À quên nè, honey, chúng ta có thể nhập tiệc được chưa? Dạ được. À, xin mời. Trời ơi, vậy thì ra là sự hiểu lầm thôi. Thôi bỏ qua nghe. Tại vì chú cũng hồ đồ hậu đậu quá. Chú tự gì á, con biết không, tất cả những gì chú làm vậy là chẳng qua là do chú thương con gái của chú thôi. Nghe có gì bỏ qua nghe, chồng của anh Tuyết ha. Chúc mừng Vi. Em có một người cha thật là tuyệt vời. Nhưng mà không sao. Ở bên ngoài người ta đồn con là một người rất đáng sợ, đúng không em? Nhưng mà nhìn ở đây thấy đâu phải vậy đâu. Dạ đúng rồi đó bác. Anh Ken không phải như vậy đâu. Chẳng qua là trong công chuyện làm ăn á, người ta ganh ghét nên người ta mới đồ anh Ken vậy thôi. Chứ anh Ken rất là thương con. Nên là tụi con quyết định á là sau khi đám cưới xong tụi con sẽ ra nước ngoài định cư. Vậy hả? Vậy thôi chúc mừng hai đứa nghe. Trăm năm hạnh phúc nè. Bền vững bên nhau nè. Con đàn cháu
Yên tâm, có chú sẽ bảo vệ cho con. Trời ơi, không phải. Năm trăm anh em tập trung hết lớp phòng này. Na na đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Ê, nghe nghe ai vậy? À, Linh. Ủa, anh đang làm gì vậy? Đang ngủ. Nói chuyện gì không vậy cô Linh? Ngồi đi. Tất nhiên là phải có chuyện rồi. Nói nghe nè, cái quạt bên nhà em á, nó bị hư rồi. Mà em gọi điện cho cái ông mà hay sửa điện nhà em á, thì ổng chở vợ đi du lịch rồi, nên á anh Tùng có thể qua nhà sửa cái quạt giùm em được không? Trời ơi, có cái quạt không mà ông gọi điện này sửa không được thì kêu ông gọi điện khác, không được thì mình xài điện thoại lên Google á, sợ thợ sửa quạt máy rồi nó ra nhiều lắm rồi. Trời ơi, bây giờ đợi người ta sửa rồi đợi người ta qua lâu lắm, anh sát bên mà. Nhà em không có đàn ông đàn an gì hết, bởi là mỗi lần nhà mà hư cái gì á, nhờ người này người kia cực quá. Rồi thưa Linh về đi rồi tôi rửa mặt cái tôi chạy qua liền nha. Vậy em về em đợi anh Tùng nha. Gì vậy? Thôi mà cưng quá, em về nha. Gì á, nhả hột đây mẹ. Chua hả con? Nhả ra luôn đi. Trời ơi, chua lắm hả? Chua thiệt. Nhớ lời mẹ dặn cho. Dạ rồi. Xíu chú Tùng tới là con lên phòng coi mặt hình nó chưa. Dạ. Để mẹ như này mẹ nói chuyện với Tùng nha. Dạ. Nhớ chưa? Ăn nữa không? Dạ. Mở cửa cho mẹ. Dạ. Nhanh lên đi lên. Ô, chào con. Dạ. Chào anh. Chào chú Tùng đi con. Chào chú Tùng. Mẹ ơi, tại sao không được kêu bằng ba nữa mà tại sao kêu bằng chú nha mẹ? À, mẹ quên. Con chào ba Tùng. Đó. Chú chào con. Anh kỳ quá à. Nhỏ nó kêu anh bằng ba. Bộ kêu anh tiếng ba khó khăn lắm hay sao mà anh chỉnh vậy, tội nghiệp con nhỏ. Tập cho nó quen. Kỳ lắm. Cái đi, nãy mẹ dặn sao nhớ không? Dạ nhớ. Ba Tùng, ba lên lầu coi màn hình cho biết con đi. Vậy rồi. Kinh đi. Nãy mẹ dặn sao? Hả? Thôi bây giờ con lên lầu con hoạt hình một mình nha. Xíu nữa ba Tùng lên với con. Dạ. Cái gì của mẹ ngoan quá. Cẩn thận nha con. Dạ. Đi từ từ rồi chừng té nha con. Ôi, cái gì nhà em nó thương anh lắm luôn á. Thiệt mà nhìn nha, nhìn kỹ thế này, cái gì nhà em nó cũng giống anh nữa. Giống chỗ nào? Cô nói có cái quạt gì hư đó nhờ tôi qua sửa. Đâu cái quạt đâu? À, cái quạt hư nó nằm trên phòng em á. Trên phòng em á, không mấy giờ hai đứa mình lên sửa cái quạt. À thôi cô Linh à, tại vì cái đó là phòng ngủ mà, sao mà tôi chỉ là hàng xóm thôi, sao tôi vô phòng ngủ của cô được. Thôi chắc cô nhờ thợ sửa đi ha. Tôi xin phép cô. Trời, đây quạt. Nó bị hư rồi. Em không có quạt được. Mấy cái này chắc là nó hết pin hay là nó cháy cái motor, cái này phải ra tiệm mà, chứ tôi đâu có phải thợ sửa quạt đâu sửa được mấy cái quạt này. Nhưng mà em nghĩ anh đàn ông mà, cái gì anh không sửa được. Cái quạt này anh không sửa được thì thôi bây giờ hai đứa mình lên phòng sửa cái quạt kia đi, sẵn sửa em đi. Đây nè, cái quạt này đâu có hư đâu. Nè, mát quá trời. Ủa nó chạy được hả? Hả? Phải không ta? Sao qua em làm không được ta? Nó chạy được mà. Nó chạy được mà. Chạy được kìa. Thôi anh ăn trái cây đi, Trời ơi. Thôi, cảm ơn. Ủa nên làm gì vậy? Em không biết nữa, em đụng cái gì vậy? Cái quạt nó hư luôn rồi nè. Trời ơi, thôi Linh ơi, Linh đừng có bày trò với tôi nữa. Linh,
Linh phải hiểu cái hoàn cảnh của tôi như thế nào. Linh cũng phải biết là tôi có thích Linh hay không nữa mà Linh. Ok, bây giờ em nói thẳng với mặt anh luôn nè. Anh Tùng, anh có biết là anh già hát rồi không? Anh già lắm rồi, anh hiểu không? Anh không thể nào ngoài kia mà kiếm được một cô vợ là xinh đẹp hay là như thế nào được nữa. Anh già lắm rồi, mà anh còn có con nữa. Bây giờ xét về nhan sắc, anh không có. Xét về gọi là điều kiện kinh tế, anh chỉ là một nhân viên bình thường. Mà thậm chí anh còn có hai đứa con nữa. Anh sẽ không bao giờ tìm được ai. À mà đúng hơn là không ai chịu anh đâu. Trừ em. Em vừa xinh đẹp, điều kiện kinh tế em có, em không có thiếu gì hết. Em chỉ thiếu cha cho con em thôi, đúng không anh Tùng? Em thấy cái vấn đề này nó đơn giản quá mà. Sao vậy? Đúng không? Em nè, em làm vậy để làm gì? Em chỉ muốn tìm cha cho con em thôi. Trong khi cả cái chung cư, cả cái xóm, cả cái huyện, cả cái xã, cả cái tỉnh, cả thành phố này ai cũng biết hết. Là sao? Là em có tình ý với anh, đúng chưa? Mà tại sao? Sao năm lần bảy lượt anh cứ từ chối em? Anh làm gì vậy? À, thấy lạnh trong lòng quá. Anh lạnh trong lòng à. Còn em đang nóng trong tim nè. Ờ khoan à. Trước sau gì em cũng phải chiếm được anh. Khoan à, bây giờ mình ngồi lại đàng hoàng, mình nói chuyện như hai con người bình thường được không? Không, mình đang làm một cái điều mà hai con người bình thường chắc chắn phải làm. Bậy. Anh làm cái gì? Trời ơi. Anh Tùng, anh làm gì vậy? Khoan. Bữa này là anh chết với em rồi. Chết tôi cũng lên đây, cô lên. Trời ơi. Nín đi con. Ê, con nít tôi thấy kỳ lắm cô Linh. Mẹ ơi, con má ơi. Anh Tùng. Trời ơi, cái gì ơi. Mắt luôn nào, mắt ngay luôn này. Trời đất ơi, giật sao sức nút tôi hết trơn rồi. Thấy ghê thiệt chứ. Anh Tùng, anh có biết là anh già háp rồi không? Anh không thể nào ngoài kia mà kiếm được một cô vợ là xinh đẹp hay là như thế nào được nữa. Mà anh còn có con nữa. Bây giờ xét về nhan sắc, anh không có. Xét về gọi là điều kiện kinh tế, anh chỉ là một nhân viên bình thường. Anh sẽ không bao giờ tìm được ai. À mà đúng hơn là không ai chịu anh đâu. Trừ em. Ghê thiệt. Bán nhà, về bán nhà liền Tùng ơi. Mày phải bán nhà. Về bán nhà liền nha Tùng, nhớ. Chú! Thôi cái gì? Tôi bán nhà rồi. Chú, con mà. Chú. Sao vậy? Trời ơi, hết hồn hết vía. Bị gì vậy? Ủa chú bị gì á? Con bị cái gì vậy? Tự nhiên vô người la lớn lên là giật mình à. Chú tự nhiên chú làm con hết hồn à. Gì vậy? Làm gì buồn cái vậy? Bán nhà. Ủa sao bán nhà? Không. Bị đâu đây? Thì thấy chú ngồi đây lại hỏi thăm nè. Ủa mà chú bị gì vậy? Đang có chuyện buồn hả? Có gì đâu buồn. Ờ, mà buồn thiệt. Chú mà buồn cái nỗi gì? Ở cái con nhóc này. Nhanh quá hai nhóc. Chứ sao nữa, con đâu có còn là con nít nữa chú. Trong mắt của chú Vi lúc nào cũng là con nít. Thôi nha, con dù sao giờ cũng là đồng nghiệp của chú rồi chứ bộ. Đồng nghiệp cũng là con nít. Tôi lớn hơn 10 tuổi. Năm tôi 10 tuổi là Vi mới sinh ra đời nha. Trời chú. Thôi mệt quá, bỏ qua đi. Bây giờ con sẽ dẫn chú đi ăn một món này. Bảo đảm chú sẽ thích. Được á. Chú đang cần ăn một món gì đó để xả stress. Chứ nãy giờ chú stress dữ lắm. Đi. Khoan. Trước khi đi, con phải kêu đồng minh của con đã. Đồng minh? Thôi, không có đồng minh gì hết, thấy ghê quá. Chú. Trời ơi, làm hết hồn tưởng người ấy nữa chứ. Đi. Quay. Trời ơi, bằng 8 chén luôn. Ừ, ghê thiệt. Chú, hết stress chưa? Còn chút. Hỏi coi còn chè không? Cô ơi, con chè không cô? Ăn tới tối cũng còn nữa con.
Anh ơi. Hả? Ông Độ kêu năm chị em bán chè lại đây bán cho anh nha. Thôi thôi thôi, một mình bà thôi là muốn lên đường rồi. Nói chứ cho một chén lấy 1 viên nữa thôi nha. Rồi rồi rồi, có ngay có ngay. Ba Tùng ăn giùm con đi, con thấy ngán quá. Chè người ta ngon mà kêu ngán. Trời ơi, nhả đi ghê quá, kêu ba ăn cái gì con. Ăn giùm con ơi. Rồi rồi rồi, về đi về đi. Chè đây, chè đây, chè đây. Ôi thôi ăn cái này đi, cái này nó nhìn nó ngon nè, mấy cái này nhìn thấy ghê quá. Ủa? Trời đất ơi, càng già càng khó tính đó nha. Ê, cho chú hỏi cái. Dạ. Có khi nào một cô gái trẻ tuổi như con á mà chịu lấy một ông chú vú khí đá mà có thêm 2 đứa con giống chú không? Tự nhiên hỏi như vậy ạ? Thì trả lời đi, người ta hổ đi, cười vô mặt người ta vậy? Ờ, thì tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao vậy? Cũng đúng. Tự nhiên lấy chú xong rồi phải nuôi thêm 2 đứa con từ trên trời rơi xuống, hao mòn tuổi thanh xuân của mình. Từ bây giờ chú sẽ sống thực tế hơn. Ủa? Ủa gì vậy? 2 cái nút áo của chú đâu? Xúc rồi. Ủa sao vậy? Bị cô Linh. Cô Linh làm gì? Đứt nút. Ồ. Không có gì đâu, đừng suy nghĩ tầm bậy. À, trở lại câu chuyện của chú nè. Con thấy cái tuổi của chú bây giờ có một người rất hợp với chú. Đừng nói làm mai bà bán chè cho tôi nha. Bậy vậy bà. Không phải. Vậy ai nói đi? À, chị Linh á. Dạ hả? Chú, sao vậy? Chú, có sao không? Chú chết rồi. Ba Tùng, 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 chết rồi. Vậy hay là em ở đây cứ gọn em bóc. Ê, trời ơi, cái gì vậy sao móc được? Chị, chú ơi, có sao không chú? Chị, hay là tụi mình lật úp ba lại đi, rồi tụi mình dặm lên ba, thế nào cục chè nó cũng bay ra hả? À? Lật chạy ra, để tôi. Chị ơi, giúp đừng nghe chị ơi. Trời ơi, có gì đâu, thì mắc nghẹn thôi mà. Mấy ca này thấy hoài à, mắc xương gà, xương cá, xương heo gì á, còn trị được. Con mắc nghẹn trôi nước nha, cứu không kịp là tắt thở đó. Tôi nói đúng không anh? Ừ. Trời đất ơi, chị nói hoài chú tôi tắt thở bây giờ đó. Quên. Để tôi. Nhắm mắt lại. Anh có sao không anh? Chết rồi. Trời ơi, chẳng lẽ định mệnh ba của 2 đứa dính như bà bán chè.